Trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, ông Donald Trump và ông Joe Biden đã tranh luận về 6 chủ đề nóng của nước Mỹ. Đó là việc bổ nhiệm thẩm phán tòa tối cao, dịch COVID-19, kinh tế Mỹ, chủng tộc và bạo lực ở Mỹ, thành tích của các ứng cử viên và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai dành thời gian chỉ trích nhau, chứng minh là người xứng đáng làm Tổng thống nhiều hơn là nói về các kế hoạch trong tương lai. Tôi đã đưa ra kế hoạch đối phó với dịch COVID-19 ngay từ hồi tháng 3. Và tháng 7 tôi lại đưa ra tiếp chúng ta cần làm gì. Chúng ta đóng cửa kinh tế vì dịch bệnh, và giờ chúng ta mở cửa trở lại và đang đạt thành tích kỷ lục. Cuộc tranh luận đã trở thành cuộc tranh cãi đầy lửa. Hai ứng cử viên tấn công nhau ngay từ phút đầu tới phút cuối. Người dẫn chương trình nhiều lần phải can thiệp khi hai bên liên tục cướp lời của nhau. Thưa các quý ngài, tôi không muốn cao giọng, nhưng tôi khẩn khoản đề nghị ngài không ngắt lời. Ông ấy cũng ngắt lời mà. Thẳng thắn mà nói thì ngài ngắt lời nhiều hơn ông ấy. Không, ông ấy mới nhiều. Tạp chí Forbes đánh giá các phiên tranh luận giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ là một trong những loạt chương trình truyền hình ăn khách nhất trong năm 2020. Còn thời báo New York ước tính có gần 100 triệu người theo dõi cuộc tranh luận đầu tiên được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình và mạng xã hội lớn. Điều tra nhanh của hãng tin CBS thì cho thấy phiên tranh luận này khiến 31% người xem cảm thấy được giải trí và chỉ 17% nói rằng họ nắm được tin tức qua cuộc tranh luận giữa hai bên. Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 90% cử tri Mỹ đã quyết định là sẽ bỏ phiếu cho ai, cho ông Donald Trump hay ông Joe Biden trước khi diễn ra phiên tranh luận đầu tiên. Như vậy, phiên tranh luận chỉ có tác dụng tới lá phiếu của nhiều nhất là 10% cử tri Mỹ. Nhưng 10% còn đang dao động này cũng rất quan trọng khi mà tương quan lực lượng giữa hai bên vẫn đang khá ngang bằng nhau và chưa ứng cử viên nào có đủ số cử tri truyền thống để có thể đảm bảo chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trương Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.